Trong một ẩm thực hôm nay, Xuân Lâm xin mời quý vị và các bạn cùng Minh Thư đến với một điểm hẹn thơ mộng bên bờ hồ Tuyền Lâm trong xanh để thưởng thức ẩm thực suối rừng. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc sống ngày càng tất bật hối hả thì dường như chúng ta lại muốn tìm đến với thiên nhiên, nơi có tiếng thông reo, tiếng suối chảy để thấy tâm hồn thật là yên tĩnh và cuộc sống dường như chậm lại. Vâng, và bên cạnh đó thì chúng ta được thưởng thức những món ăn ngon, đặc trưng của địa phương. Điều này thật là tuyệt vời phải không quý vị và các bạn? Và đến với chương trình ngày hôm nay, Minh Thư sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một điểm đến cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5 km. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham quan một vòng để xem nơi đây có gì đặc biệt hấp dẫn quý vị nhé. Rừng, nơi bạn có thể hòa mình cùng với thiên nhiên, lọt thỏm giữa rừng thông xanh ngát, nơi mà con suối đá bắc ngang qua đang ngày đêm tấu khúc hoang ca. Không gian nơi đây thật bình lặng và gần gũi với những hàng rau, vàng bầu, vàng ổ qua, cây ớt, vườn cà do bàn tay con người tạo nên, mang đến cho người thưởng lãm một chút gì chân quê giữa chốn phồn hoa đô thị. Đến với suối rừng, bạn không chỉ đắm chìm trong khung cảnh thật thơ mộng, mà bên cạnh đó, nét văn hóa ẩm thực cũng là một trong những ấn tượng để người dân địa phương hay du khách có thể thỏa niềm đam mê. Chúng ta có thể bắt gà, câu cá hay hái rau quả ngay tại nơi đây để chế biến thành những món ăn độc đáo. Tất cả những điều đó sẽ mang lại một không khí ấm áp gần gũi, là nơi thích hợp để chúng ta có thể cùng gia đình, bạn bè đến đây thư giãn vào dịp cuối tuần. Minh Thư xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn anh Hoàng Tân, là đầu bếp của nhà hàng du lịch sinh thái Suối Rừng. Và ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ đến tất cả chúng ta những cái món ẩm thực hấp dẫn và đặc biệt tại nơi đây. Vâng, xin chào anh. Xin chào Minh Thư, xin chào chương trình. Tại nhà hàng sinh thái suối rừng thì chủ yếu là cây nhà lá vườn. Khách có thể tham gia cùng hái rau, cùng bắt gà hoặc cùng có thể câu cá. Bây giờ Tân xin giới thiệu đây là hai món chế biến từ gà. Thứ nhất là gà nướng da giòn mật ong, thì sau khi được tẩm ướp thì đã là thành phẩm. Đặc biệt của món này là nướng, trong quá trình nướng là phải để da thật là giòn và gia vị thấm đều vào gà. Bây giờ tăng. Còn đây là món gà hấp. Gà hấp thì trong quá trình hấp thì mình muốn thấm con gà thì mình tẩm ướp trước, mình ướp khoảng 15 phút, sau đó mình hấp cách thủy. Và bây giờ sau khi tăng hấp rồi thì đây là thành phẩm. Tăng làm không? Da rất là vàng, ngon. Và sau hơn 3 phút vật vã với cái cần câu hả? Em đã câu được con cá rất là lớn đây Minh Thư. Thì anh đã chế biến thành phẩm rồi. Đây là món cá lóc chiên xù. Mình ăn kèm với rau sống bánh tráng, chấm với nước mắm. Quý vị và các bạn thân mến, tại nhà hàng du lịch sinh thái suối rừng thì Minh Thư có biết một món khá là đặc biệt, đó chính là thịt cuộn suối rừng. Và món ăn này sẽ được chế biến cũng như là được gói như thế nào thì ngay bây giờ anh Hoàng Tân sẽ giúp cho Minh Thư cũng như là quý khán giả có thể biết được là món này ăn như thế nào và cuộn như thế nào, phải không anh? Là món thịt cuộn suối rừng, nó được chế biến từ thịt của heo rừng đúng không em? Và giờ đây anh sẽ hướng dẫn em cách cuộn và
sử dụng món ăn này đúng không anh? Sau khi mình đã cuốn xong thành phẩm cái món thịt cuốn xứ rừng như thế này, bây giờ anh mời Minh Thư dùng thử coi gia vị với lại cái món này như thế nào. Vâng, vậy xin phép anh Minh Thư dùng thử nha. Thưa quý vị và các bạn, hương vị của món gỏi cuốn này rất là ngon. Bên cạnh những cái mùi rau thơm đặc trưng thì món thịt heo rừng cũng dậy lên được cái mùi thơm của nó. Và khi hai cái thứ này kết hợp và chấm với nước chấm thì Minh Thư cảm thấy đây là một món ăn rất là ngon và rất là đặc biệt. Vâng, xin cảm ơn anh Tân đã chia sẻ về những cái món ẩm thực. Tại đây chúng ta có gà, có cá, có thịt heo rừng, có bầu luộc, tất cả những món ăn khá là dân dã nhưng đã mang đến những mùi vị đặc trưng khó quên. Và thưa quý vị và các bạn, Minh Thư nghĩ rằng nhà hàng du lịch sinh thái Suối Rừng sẽ là một điểm đến khá là thú vị cho những người bạn, cho gia đình và cả những khách du lịch đến đây để chúng ta có một ngày nghỉ cuối tuần thật là thư giãn và nhiều niềm vui. Đến đây thì Minh Thư và anh Hoàng Tân là đầu bếp của nhà hàng xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị liên quan và các phường xã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng.